Vâng. Mày đang quay mày cậu. Sao giờ có mày nói mày cũng quay được không? Mẹ mày hùng quá sao bạn đứng mà đái vậy? Chó đi, mỗi lần tao đái là quen. Không mà, cái quán của ngần khiếp đó con đó đứng đái trước quán vòng trời vậy mày hùng. Cái xanh quen mà. Mày đứng mà đái mà. Con chó mà đứng vậy mày. Mày đi trời ơi. Mẹ nó. Đứng rồi anh em. Im im ông già tao đón rồi. Đi con. Đó là thôi thì nói cho hello các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình có một ý tưởng này này. Con già mày cao đầu mẹ chứ. Đúng rồi. Thật là đâu có bao cua mình hóa. Cào đầu ông già mày mẹ, cái lâu cào đầu ông vợ mày cũng được. Vợ. Mày cứ đó không mất chạy nữa nha. Cái đồ mày chưa. Tôi chưa có ra mày kêu hả? Sao mày kêu cào đầu ông già tao? Cũng cùng quá. Cào đầu ông già ăn xanh được này. Này ông bè đó là mất mà vàng á. Bây giờ nó ủi đâu á. Ờ. Bè nó là mất. Đều của mình xem. Chào quá. Thế là thì hôm nay này ta sẽ có một ý tưởng cha anh quắc lú luôn. Anh đừng có nha. Ok. Anh đừng có mít. Nó thử đi, nó thử đi, chưa biết họ đó. Em biết anh là team của anh Quốc nhưng mà em muốn là hôm nay anh thiệt team em luôn không? Đúng á. Đúng á. Anh vô team này là anh sẽ ui cái đầu được. Ờ. Thôi vô. Sẽ ui cái đầu mày. Nó là vô team mày lại tất hết quên rồi. Chết luôn luôn hả? Đi không? Ờ giả đỡ cho anh ui luôn. Ui chết luôn mày. Đồ. Đó nó giỡn. Anh đi thôi. Đó bàn cái cửa đi. Còn công chuyện thôi. Giờ thì chút nữa là anh Quốc á sẽ anh sẽ vô quán uống một hồi. Team này sẽ là tao gần. Cái gì vậy? Anh thấy được không? Ok luôn. Thôi mấy để mấy anh tên rồi. Anh thấy lú luôn à, anh đâu biết là anh đúng không? Anh đừng hiểu cái em quan trọng nhất là rừng này. Rồi rồi rồi. Rừng này. Ok ok. Để mấy có gì để mấy anh tên rồi á. Sao? Anh không biết hiểu rồi. Mày bị đeo mà mày hiểu đó là em mày lú á. Mày chỉ vô mày lụm cho nước mà mày về nhà mày ngủ đâu mà. Giờ mày hút thuốc mà mày ăn cũng được. Thôi nghe mày chưa. Tao gọi quá. Ê nước con coi cho cái gì vậy? Tiếp đâu phút đâu. Ai đâu biết đâu hỏi. Nó đâu đâu ai biết đâu hỏi. Mày nhắn có phục thù ơi. À mày bữa ông anh tôi đục bực mình rồi hả? Thế sao mà mày à? Mấy đứa kia không? Tụi nhà là người đây người nó đâu mà không hỏi vậy không? Ủa vậy sao anh kêu nước rồi uống mày? Ôi em nước này em bị đang ấy đường mà lên dữ quá uống nước ngọt nữa. Cái gì? Cái gì? Chú bé ơi! Cái gì? Con bé ở đâu mẹ ở đâu? Anh uống nước cho anh kêu luôn. Trả lại anh chai xì tiên đi. Lấy cho anh quốc nghe chai xì tiên đi. Mà mẹ là một chai tao muốn về chai tớ ngậu mẹ. Một chai xì tiên. Uống kêu đường mẹ à. Để em chai xì tiên đi đây. Uống cho nhanh chết được đỡ bà ngon cho tôi vô rồi. Vô. Lên. Đập. Được mày ngu như con bò. Ngu như con bò. Mày mẹ mày. Con báo đứng đâu vậy? Mưng bay con báo bắt chuột dưới tướng này. Con mẹ đứng đâu mày? Con mẹ đã từ đây lên tới chân này chứ giờ lên đâu. Của mày muốn nước à? Thôi lỡ kêu em trai luôn đi, để em quên em tiêu hồng. Hả? Lỡ kêu em trai luôn đi, em quên em tiêu hồng. Không có đem đi hả? Không có đem, để em quên đi em bò bóp mày nha mẹ hồng. Rồi nước đây uống mẹ đi, đụng mẹ nó khỏi bị tiểu đường. Điếm có gì không? Lo nghe bộ. Mà nút không hồng không đưa tôi không? Nói lẹ lên cái ly nữa rốt cho mày uống. Ông rút hàng ngày mà đó ông kêu tôi uống chai ông tính tiền được dữ không? Mày mẹ mày tiền đâu? Tôi xin 10 ngàn còn 10 ngàn mua uống chai nước mà đi sao? Mày nè tôi lên tôi quên tôi nôn quét tôi quên bỏ bóp nha đầu. Ở lại vừa không? Uống thật tao uống. Kêu cho thằng em chai. Mấy gọi ông sao vừa quá. Vừa vậy? Mày hiện có tiền ở nhà uống mẹ. Lên đây làm gì đâu mình có tiền đi uống nước kêu tao đi đâu mày kêu tao rồi mày rủ ra mày phải tính tiền nước cho tao nữa cho mày thì nó tính không thì mấy cái chuyện mà đấy thì em tính anh bình thường anh hiểu không nhưng mà bữa nay em quên em cái bóp quên cái bóp đâu mày tao quên mặt một dài không tao đổi tiền trong túi một dài được không còn nào nữa đi quên bóp rồi đâu cha đem đi đâu hết rồi quên cảm xúc đi mày khát nước quá không khát nước. Đang khát nước cũng đang đi công việc mà khát muốn chiếu rồi. Ờ đây. Cậu uống em chạy ra kia cái hả? Cho giải khùng nha hả? Ờ chạy ra kia cái quần lại liền nha. Ê! Sao? Cái nguồn như thế nào vậy? Mày bị chạy nước tao phun nước miếng như này nào á? Em quên quên. Là nói chung là tao phun nước miếng này vậy. Có thể nói ở kia này. Nó chiếu em muốn. Ờ chạy ơi! Em chạy cho tiền thôi. Chúc là em được. Em kêu thầy có chúc là em được. Trả tiền cho. Chạy ra tao phun nước miếng nào? Có. Em chạy nhớ kia nó làm chiếu nó tẩu lắm. Kêu ra hả? Mày chờ, mày chờ bà cầm nước ra là nó chiếu luôn rồi đó. Mày mày giúp mày mày ơi, giúp mày mày. Tao tao không kéo cho tin nữa chị. Ờ. Em chạy luôn. Anh nghe nha. Đúng, đến giờ nó chiếu ở kia rồi. Ê ê ê.
cứ hớ là lên luôn. Lên luôn. Lên là lên, là lên là lên luôn. Nhắn đâu không? Không đập. Giờ này không đập thì chừng nào đập? Giờ này không đập thì chừng nào đập? Để kêu nước vào đây. Giờ này không đập thì chừng nào đập? Nước em á. Này cả nước má này uống không? Tụi con tiền ngàn em có làm tiền hả? Tụi má cũng lúc mẹ mẹ chạy quá. Chạy á, chạy tao không muốn lấy đi mẹ đâu. Mẹ mà không làm kêu chạy máu đi là giờ muốn đỡ tao cũng rót cho tôi cho ông làm gì nút cái miệng vậy? Mấy anh đẩy nước miếng chạy ở đây mà tụi buồn mút nó uống vô vậy. Cái loại ông nội bữa tiếp xuống bữa sau đừng nói rồi kêu tôi tại tụi nút cho ông. Không có tiền là lãng mẹ ở nhà. Tụi mày biết không? Không có tiền là không có nói chuyện với ai được hả? Nó định có tiền lúc nào đó không có quyền mà yêu á. Ờ tao quýnh mẹ đi. Lên mẹ á. Vô uống tôm. Mẹ tao chui đi với ông tới ông đi. Mẹ mẹ mày nấy mà đi hai nước rồi nha mày. Ông điên ơi, ông máu của thằng mẹ đó chưa chưa kịp đi mà. Mày đi cho. Ông anh Giang này, ông ngồi im đây. Mày có sợ đều lú vô mày. Nấy mà đi hai nước đâu mà. Ông điên ơi, ông quen mẹ đó mà. Ê, tôi quen mẹ đó nha, từ từ nha, từ từ đi nữa nha. Gì? Tôi về, tôi đi nút đây từ từ để yên còn lại tôi đi đáy nó tôi vô hả? Không. Tôi xuống pháo. Mình đi chứ ai làm gì mà. Sáu cờ lại. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ mày, mày luôn biết nó thắng tao còn chút tôi giấu gì mẹ đi luôn khổ cậu mày chút tôi kiếm con. Mẹ mày đi tiểu em mà đi đâu mày yêu cứt chắc thì sao lâu mày. Mẹ này sao mày thằng Phúc nó còn thiết còn nóng tớ kìa. Mày bị gút chứ đâu phải mày bị chính đòi đâu mà đi lòng chứ mày. Này nó gọi nó kêu ông Trúc nó tớ thì nó không tớ kìa. Thua đâu. Muốn nhận cái ơi. Thua gì? Chứ đậu mẹ mẹ xì chiếu đây bí đây. Ủa chứ phá tôi mới hết nèm đây đâu. Cũng phá ai thấy đụ mày cho bàn là thấy sao mà không? Đủ lắm lẹ không? Nãy giờ ăn đầu giờ rồi nữa. Cái nước mẹ tôi bao phéo đây mà. Cũng phá không rớt đâu đâu ai thấy. Mẹ mày điên mà. Thế sao Phúc tiếp này nó điện kêu vô tao uống một phơ cho ông mà sao nó không vô mày bị nháo vậy thầy. Phúc nó mới vô lấy chai nước kêu ai tai nạn nó đi rồi ông mà anh thấy hả? Lúc em đi đá nó vô hả? Ai biết nãy cái mày cái đầu mới khùng khùng tao chốt mó mày. Giờ coi em nó vô nào? Cái này vô lấy chai nước tao nó dành vô đây vậy tụi mình nó lấy nước tao ly tao uống xong rồi nó đi đấy. Ông bị điên trong đá sao vậy? Nãy giờ tôi có ông ngồi đây tôi thấy Phúc nào mà ông khùng với ông tiếp đâu mà ông khùng. Mẹ nó mày bị me nhập hay sao mày rồi? Nhập cái gì? Nó vô đây lấy chai nước nó đi rồi chưa tới tiền luôn á. Mà mẹ mày tiền bạc. Mẹ nó đi, nó vô, nó lấy cái chai nước lúc em đi đấy này. Nhưng mà mẹ có mày ngồi đây mày khùng mày vậy. Mẹ nó vô có không nào trợn. Chắc mẹ mày hút cọp đế nhiều quá, lú ra mày. Chắc thì Phúc có vô lại lúc đó em mà thôi em thôi. Cái đồ mẹ mày lú hay tao lú vậy? Ờ, ông đồ, ông bị lú mẹ rồi. Mẹ chứ tao hỏi cái bà chủ này làm chứng cho đồ mày sao. Nó vô đây rõ ràng mà mày khùng mày vậy. Mẹ, đồ tôi điên không, tôi điên dữ không? Mày lú hay tao lú vậy? Chả là ông nhớ nhầm cái lúc mà tôi đi đá nó vô này. Đồ mấy hay mèo mày. Mày vô lấy chai nước đàng hoàng mà mày khùng ra mày. Đồ mẹ ông bị khùng nữa. Tôi ông ngầu cuốn cờ tôi đầu cuối ra kinh lộn in ơi ra tôi thấy ai vô đâu. Mày quá không có một người nào vô luôn đừng nói mà thằng Phúc kia. Mấy ông quán này giống chặt bò me dữ không? Ông thấy xuống là ông thấy quán là tôi thấy có người nào vô đâu. Tao thấy nó vô rồi mà đừng có lú quá. Ai là thằng nào vô? Vô ai? Đồ mẹ ông điên nữa không? Vậy ông nhìn nhầm mấy người vũ phờ. Vậy đâu chưa tới mấy rồi ạ? Đừng có tháo tôi đâu. Báo mà ai biết hỏi đậu cho bàn đó. Con pháo tôi nằm ngay chân con xe nè. Ông ai nè, chạy vô đây nè. Rớt đầu kiếm rồi. Mày rớt đầu rồi. Ông điên ông nói sao ông muốn cờ ông. Rớt bè con luôn rồi. Con pháo tôi đâu? Ai biết hỏi. Mày mua cờ hai pháo giờ còn không con không? Cờ đã nó thiếu mẹ. Thiếu gì pháo nè, đừng hai pháo là thiếu. Gì vậy? Gì hai người cái lầu mày. Anh quất mày. Thì đâu rồi, đâu vàng. Gái không? Thiếu cái ông anh em mẹ cháu cái gì đeo cái gì mệt quá cái gì cái lộn không gái y mẹ biết y mẹ nó ai sao mẹ mày chạy nước làm lấy hai cây ông đồ đưa đây mẹ chạy nước chạy lộn quá chạy lấy hai cây ông đồ chạy lại đây lấy nổi cô xe về cho anh xin cho đây 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 vừa được còn chưa lượm nước ở đây chứ mà đi chạy vừa được mà không ngu đồ ai bây giờ không sao cái đầu mới vô gì gì luôn mấy anh vô ngầu uống nước này mẹ mày rót cho mạnh, rót cho mạnh. Lần này. Chọn vấn đề uống dịp che rồi, uống cả tương nữa. Anh pháo à?
Mày này quýnh lên chú đứa mẹ. Tụi mày mẹ cái chồng. Mày quýnh không? Giờ ai mày cái điên à? Mẹ đi quýnh lên chơi. Ờ. Cho tụi bay ngồi uống nước chứ tụi bay nôn đâu mày. Mẹ đi uống nước thì mày lâu chứ em. Mày mày đố uống nước. Đi chạy đi chạy đi thôi. Cho tụi bay đâu nôn như vậy. Thôi vậy nha, làm xe leo chạy về. Đầu mày đi nước hay điền thuốc vậy mày? Dạ. Ở lại uống nước cho làm vậy. Nước tiền bạc ai tính đủ anh như vậy? Anh tới tí qua là liền hả? Tới đó không? Có. Mẹ mày nãy muốn có lấy chai rồi giờ ai bị lá chai rồi. Lên liền hả? Lên liền hả? Mấy ngày bữa nay nó điên rồi sao không? Mấy ngày bữa nay nó điên rồi sao không? Mấy tự nhiên cứ vô lấy chai nước nghe đưa giải độ mày thằng nào cũng tiền vậy. Một mày tiền nước rồi nó cũng nói vậy đâu. Nãy bút đâu giờ tới hai ngày nó bị khùng nhau không? Mấy hai quần nó điên rồi sao độ mày vô lấy nước nghe rồi đi tiền bạc cũng nói mày vậy. Mày thuyết mẹ nữa cho rồi. Mấy giờ pháo này. Đợi chút một tiếng là nói chuyện đó. Từ từ nha, giữ im đây nha. Tôi nhìn chặt mắt tôi nhìn thấy hết nha. Không có thoát được tôi đâu anh Giang của người. Tụi mày đâu nữa? Mày mẹ mày đi luôn anh. Tôi cái đều kèm cái đi luôn. Mày ngồi đó cái phơ đó mình ngồi cùng thiếu kìa. Mày còn hai cùng kia tự nhiên vô lấy hai cái nước đó đi đồ. Đi dữ mày ai tính tiền bạc rồi. Mẹ nó muốn cười chứ hôm nay nó nắng cơ luôn à. Nó giấu trong đây mà cũng yên nó. Nó giấu trong đây mà đốt này. Ê ê ê, làm gì vậy? Chứ mày đâu đi luôn mày. Ông làm gì vậy? Đâu có nữa sao vậy? Rồi cái gì? Cho chú còn lấy đi rồi. Mẹ chú đâu có nữa, quýnh cơ quýnh cho anh Giang này không ai cho anh nha. Mày coi có đàng hoàng ơi. Lớn cái đầu rồi, yeah, hai tư tấp rồi. Chiếu tốt. Còn mẹ ở đâu ra chịu tiếu hay vậy? Mẹ mày nằm nấy giờ chỗ đó mày không thấy trời. Mày đi tiếu ra đi ở đây biết gì? Có thằng ngu mày biết gì? Không quên hết hết chân đây em đi công chuyện cái nha. Ờ à, đi đâu đi cò tre mày chứ mà tính đường hợp mà đâu uống nước đâu tính. Sang chứ sang chuyện xuống giờ tao nói anh. Quay ai đó nó tính tiền nước anh? Nước gì? Mẹ mẹ kêu hai chai lấy đi đâu mà đi sao mày? Hai chai gì? Ủa mấy mày bị đau nữa trời. Ủa chứ hai chai ai lấy hai chai nước? Thằng Sang chứ thằng thằng Thanh nó mới cho cái đứng đây này. Đụng nó chụp hai chai trà xanh không đổ đổ nó xin nó chạy cái giúp mà anh thấy sao? Cái lúc đó em đang đi ỉ á. Ỉ á vậy mày ngồi đây mày khùng đổ mày điên mẹo. Mày có bị khùng không rồi? Mẹ mày điên rồi à. Cái sao nãy nó điện nó kêu xuống như nhà của ông Thiếu làm cái gì vậy mà? Thiếu cái đẹp chè mày. Nó mới chạy vô đây nó lấy nước này mày nhớ. Nó chỉ cờ nó vé cờ tại ngoài đâu. Nó lấy chai nước ở đây này. Ủa? Hay nó vô đây vậy? Vé cờ. Nó lấy hai chai trà xanh đi rồi. Mà mày ngồi nó khùng khùng vậy. Mày mày nãy dạ, chắc cái lúc đó em đang đi ỉa thì hút lấy một chai nữa đâu mày mày không nhớ gì hết dạ chắc cái lúc đó em đang đi ỉa cho nó vô sao em thấy mấy mày nãy nó ở đây mà mày không phải sai ở lúc còn nào nó vô nào chứ sao nó điện em dưới kia mà vô nào không lý quen kìa phùm me đâu mày thử thôi mày chú chị ơi chị tính tiếp rồi chị ở nội thử đi không 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 hồi nãy chị thấy có thằng Phúc nó vô trước nó lấy một chai rồi rồi thằng hai thằng xanh đào nó vô lấy hai chai trà xanh đúng không chị thấy không đồ mấy ông bị khùng mày không ông nghĩ sao tại chú bạn cũng kêu có một mình ông kêu một chai nữa rồi mà có một chai đây rồi mà ông nghĩ sao ông kêu hai ba thằng vô ông mẹ lại sao tôi thấy người 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 mà người gì ông bị ông mới là người khùng á lưu quát là phờ mè mà ông mới máu lấy một này. mình tôi không tin giờ đó mà chú quát mà cũng kêu là một mình ông kêu chai nước mà ông nghĩ sao ông kêu một phút chứ sang câu ông nói tao rồi như ghè luôn ông biết cái quán này sao ông ấy ông bị gì ông đừng có chi tôi nha mẹ tôi uống nhiều quá não rộn mà nó hoạt động không kịp vậy sao mẹ đi mà sao tự nhiên thấy hai thằng vô rồi mà vô sao chơi ví dụ nào nó chạy mà cũng ngầu để cứ cay á để nó để cho cả hai người mình nè ông kêu chơi xin tiền ông muốn mà tự nhiên ông cứ ngầu cứ kêu hai người ta người vô ông bị khùng nè quét là phường hồng trốn nhưng không có người nào vô hết á tụi mấy tao nhức đều vậy mày dúng mày hiểu mày tâm lưng hiểu mày nói vậy đâu mà sao lập tập trung muốn cờ sao anh lẻ lại nói không anh em mình không mày đồ bây giờ tao biết đi đường nào tao chết luôn hả đụng bây giờ nó rấu cái đều tao anh nói nó cũng chốt nè à bây giờ em cũng mẹ em giật gì nè sao vậy tao không hiểu sao vậy ủa mày tao được chốt tao nói thiệt mày mày thấy be thằng đã vô không đâu không ông có nhậu không có ông nhậu say giờ ông bị quăng á bữa sau đừng uống bia nữa ông uống cất mẹ đây sao đụng mấy tao thấy tao thấy rõ ràng mà sao mày với mày chủ không thấy mày thấy cái gì thấy ai cái quán mẹ bây giờ lại chuẩn bị chiều tối về đóng cửa rồi mày đâu bán bia đâu mà nè tại sao nãy nó vô lấy hai chai lấy 7 triệu lỗ nè rồi tự mẹ bán con chai tự nhiên anh chịu hai chai chịu lỗ lỗ gì đều đều nhớ
Sao vậy? Nãy giờ mày tới 1 phút với ông Sành Đào không? Nó lấy hai về tại nó có đi đâu. Ai nói? Nó có không? Nó lên nào nào? Có không rừng? Nó lấy đúng rồi. Nó lên nào nào? Mà không rừng rồi nó lấy hai về chạy đi đâu. Phúc lấy chạy nó đúng rồi. Hồi nãy giờ hai người quýnh cờ mà ông cứ kêu là Phúc như là Sang vô. Bạn Sang nó đang ngủ nhà mẹ chưa dậy mẹ. Cái đồ mày dạy tao điên đó. Vậy nó mới lấy mày chủ ai chạy nước. Mày chủ mày cũng như mày, mày bị khùng mày không? À, mày chủ ý cho mày lấy về cho nước mày nói mày không có cứ lại mày chủ ơi. Mày cũng khùng hả mày? Mày chẳng lắm mày say hay. Không bị màn tan mà hôm uống bia nhiều này. Mày lấy lắm mày xin tới chè mày cho lấy tiền lắm vậy. Mày uống tiền tui sao? Ấy là anh la hay sao? Đúng mày chứ đi chứ ai kia nó tao điếm có tiền đứng luôn à. Mày đi như vậy em uống nước em tính cho tự nhiên đi vậy. Mày khùng kia tự nhiên vô đi vậy tao không biết đồ nào đâu. Nào muốn đương sao đâu mà nó vô nào ta thì mày cứ sao đâu mày em không chở nó lên đây mà ai chở nó lên đây mà biết về chủ nó không có thành công. Nãy giờ đã nói cả hai người quýnh mà ngầu còn cái đó không kêu lên nó chạy lên đây thôi là chủ đi còn nghĩ nữa thành bốn đương thành sao đâu nó vô lấy nước không mày. À nãy giờ có mấy đứa nào chứ đấy về chủ có vẻ chú không mà anh được. Nói rồi bây giờ mày cho trai lấy nước chị không anh có mình thành ông có bị gì ông chỉ thừa trai luôn đủ ông tính tiền ông muốn ông tính tiền ông rồi chỉ cho mấy kia cho tôi tính thế ông. Sao con người hợp điểm vậy không? Mẹ sao tao bị điên hay sao mày? Tối tao hoạt động bình thường mà sao đủ mấy giờ sáng này không? Đủ mấy tui giờ tao bỏ anh nào? Ê đâu mày quên! Tao lấy tiền lắm, tui kè ra tao. Ui lên tui tính! Ở tui giờ tao bỏ anh Sành Đào mẹ mẹ mày thằng nào của nó là tính, thằng nào của nó là tính, thằng nào tính. Đừng đừng! Mày chứng kiến nha! Mày chứng kiến này nữa tao quay ra tao chạy lại. Mấy mẹ mày đỡ cho mình hả? Mày chứng kiến đúng không? Thằng Tiến nó vô lấy một lốc của kè đúng không? Ờ. Rồi, mày nhớ à. Xuống nó đổ mép rồi canh nó vô nó tụi cọc cái tay rồi luôn. Mày nó tụi vô tụi lấy nước rồi uống đi. Lên chỗ này. Giải đâu thằng Tiến nó gì là thằng này tính tiền mày. Mà mẹ nó lấy lốc nước nữa. Mà mẹ nó điên không? Nó lấy lốc nước ai tính vậy mày? Mày chú giờ mày đi mẹ mày kêu không có ai nó nữa đổ nó bỏ mày luôn à. Mẹ mày giờ cái mày đâu cái vậy? Gì á? Mẹ mày nó gì á? Cháy luôn rồi. Sao đổ nó bữa nay đi rồi sao? Quá mày giống mẹ sao sao? Mày chú giờ đi ông chưa đổ thằng Thiết nó chưa vô lấy chưa lấy nóc nước nữa tụi điên của mẹ luôn rồi. Tụi bỏ mẹ luôn rồi. Biếu uống quán này nữa đổ mấy con mẹ sao? Mẹ chú đổ nó chơi uống cứu rồi sao? Gì lẹ? Thôi mẹ lẹ. Bỏ này gần nữa đổ mấy đi dưới đi cứu luôn. Đâu kia kia gì vậy gọi kia có chuyện mà à vậy lông nước còn Thiết ai tính chứ Thiết thì nãy nó vô lấy lông nước rồi mày con kia là nó mày kia là tao kêu mày chứng kiến là rồi chứng kiến cho mày Thiết đây này mày nhớ không đâu ai chứng kiến là sao ai cái đụng mấy mày điên mẹo mày có khùng không tao chứ mày không mà lấy que vô mày ấy nói Thiết nó vô này nữa ừ cho nó vô nào mà sao mai nói cho nó cứ vô canh lúc đi đáy rồi sao rồi? Chứ lúc cái cây em làm gì có đó tao ép tiền tao mệt chứ mày tao lấy tao hỏi mẹ chủ nữa đó mày tính tiền ơi chạy ra quá ơi em đi về cái chuyện tính tiền ơi chủ mày coi mẹ chủ là mày biết mày mẹ này mẹ cũng lú à như vậy nãy giờ nó vô lấy nước mẹ mà mẹ cũng nó không biết mẹ em hồi nãy giờ đèn có uống nước vào nha em muốn có đi nước thôi á không lấy mẹ chịu lố luôn nè mày chịu lố cái gì mình có liên quan gì tự nhiên chịu lỗ anh uống chai anh chạy chai rồi chứ chịu lỗ gì ờ đúng rồi tao uống chai là chạy chai còn mẹ thì cứ ai uống nước ngọt người đã chè còn em uống nước đè đâu có đè đâu bè nói bè không thấy mà bè không thấy không có ai uống cái đó là chuyện của anh nhưng em uống rồi vậy nãy giờ nó có vô không ai vô thằng Thiết cũng ở vô lấy lóc cục gà đấy ủa chứ nó vô hồi nào tụi mày chút có tính tiền biết mày tao tiền mày đấy bè chủ đi bè tính ra một chai à bè cũng bị ngơ đó ủa chứ anh nói Thiết vô hồi nào mày vô nãy giờ lại tới rồi mày thấy quả chắc có biết đâu thấy cái đầu mấy mày điên nữa mày mày nó khùng mày mấy con khùng tụi lại không á ừ tính chai nước em đưa mình nhé đâu để giờ là hai chai satin hai chai không độ với lắp cái xi trời ơi mày điên nữa mày làm tụi rốt não rồi cũng biết cái đường nào hồi nãy giờ tôi uống nó một chai tôi à còn mấy thằng kia cháu kia nó vô nó lấy từng chai chai cả không tính ủa chứ sao nãy mày nói mấy thằng kia vô hồi nãy thằng Thiết nó lấy một lắm nước mày thấy không dạ nãy mày nên nói là chập giỡn em nói không cái đẹp mẹ mày con bà mẹ con bạn mất có tiền mẹ vậy giờ mới ta mà những gì mẹ em đâu cái cho mẹ 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 nó nhớ mẹ tôi không có tiền mình cho mẹ luôn bây giờ là ai uống nước ngọt rồi đó tính còn em sẽ uống rồi để mẹ mày kêu thì mày kêu thì
Rồi mày không uống nước ngọt. Thì em sao bây giờ là tất cả là 4 chai nước với lắp xì là mừng là chăm nữ nè. Mày mày đi không mày không? Tôi uống hồng nào mà chăm nữ nha, mày cho tôi quá mày luôn á, mày tin không? Vậy là mày cùng cùng cùng. Vậy nãy giờ mày không có. Không có thì kè mà trong đó nó lấy nước với xì. Giờ cái cậu ông cho tôi kêu ông mua cho tôi chai nước ông đếm chịu mua bây giờ một lóng nước ông đếm chịu hết đi. Lóng mày kêu thằng thiết cho thiết luôn đó. Ờ bây giờ đừng có hay vậy, còn tôi là tôi uống nước kè tôi mới tới. Tôi biết đâu, ôi mấy chưa uống để rồi nó cho tôi mẹ đó. À chưa khó. Lấy nước rồi. Mẹ, sao thằng ngu mày biết không mày cả cỡ mày. Cái mà mẹ mày, cái ngày mai mày biết mẹ nha. Một chai đường chưa uống rồi. Một chai nước ông không mua cho tôi uống giờ. Nghe này, mày nói là luôn. Tính một lọc là đúng rồi. Mẹ mày tự nhiên lên nhảy đụng nó theo nó rồi mà cho sao. Mẹ mày không chưa rồi. Không, em đâu uống nước đâu, ông uống nước ngọt. Ông uống nước mày uống như tao. Mẹ mày mày tính đi. Bây giờ anh tính nó ngon không? Tao biết mày đi thế rồi, tao biết tao coi chứ. Không đớm điện nó lên, tính ông làm gì đâu coi, chưa không? Tao đi không được, mày cũng được, nó không đi. Ông mày tao thì mà tao dưới đây ngoài tao đụng, tao đóng mạng mà luôn. Dập giỡn chút, mày tao chết, nó lên, chết, tính cái gì đâu mà ông làm gì luôn mà bé. Tao đem kẹo quá, để cho mày hết. Mày mày cứ uống đẻ rồi vô lấy chai nước rồi đụng mày bỏ đi hết rồi. Ở đâu sao ngô thiếp, thằng Dương á, mày chạy lên trên tới mày ông le chú quá rồi. Ừ, mày điện nó không đi, ông mày cho ngu không? Mày mày cho ổng chứ mày cho tao nó mới khùng mày. Mày bao tiền đâu? Chết chưa. Tao chịu đâu mà khùng ấy. Chết khùng mẹ. Mày mày kêu mày tao mày kêu cho mất tao cho tao luôn mày. Mày. Tiếp. Tiếp. Tiếp cái thằng chè mà cho tiếp. Mày như con trâu con bò một cái con rối mày nè. Mày nó đi rồi mày sao không rồi. Rối muối này nè. Ủa mày chết mẹ luôn. Ở lại. Tao chưa. Tới giờ hai thằng chia nưa nước này tính rồi hả? Bây giờ nước chia nưa. Nước cái đậu mày ngu không? Mày thấy mày ngu không? Mày giờ ai biết không, giờ nó kéo chịu lên rồi sao? Tao uống không chai xịt đi rồi, giờ biết tao tính tiền nữa mày. Giờ ông tính nữa, bữa sau tôi đưa lại tiền không? Tao ngu quá, tao ngu nữa ấy. Mày rồi mày, rồi tao gọi điện mày, nói sao rồi nghĩa mày nói. Đưa tao tính rồi ấy. Tao ngu. Tao lấy lại 1.000 không chứ khỏi mày không tính thôi. Nè, giờ khó ông mẹ giữ không? Nè, giờ tính tiền đi. Tiền rồi em có 10.000 à. Thôi chị giữ chứ khó ông được ơi. Đúng rồi, chị đó bữa xí lại. Thằng Tiết nó gần nhà chị tự nhiên đâu luôn. Chứ mà mẹ mày sao mà khôn nhà dạy trời giống mày. Giờ giờ mà bà đế là một bất hạnh cho mẹ. Giờ đây nó lên mà giờ anh chịu hết anh gồng giùm em cũng được à. Con chuột anh nó to hơn chuột em mà. Chuột cái thằng trẻ mày ngu như con bò đó ai đó nó chiên nó bỏ chuột rồi hai thằng luôn chuột mày ngu như con chó. Giờ tính tiền nước tao này. Giờ lỡ đâu bữa sau anh em mày thấy mày ngu không? Mày uống trà đấy mày không dám chiên nước. Mày uống trà đá uống nguồn gốc ra từ đầu ông kêu con trai ông chịu kêu mà mẹ mày mới cho tôi con trai ông cho ông kêu mới gì tự nhiên không kêu trả ra mày tính luôn một lóc nước cho thằng chồng chó đó luôn ra cái đầu ông biển ông từ cái nguồn gốc là biển của ông rồi gai rè hả mẹ tính là một bãi cày tụi nó luôn vừa mẹ buồn nói mày mà gì à còn xe ông đỡ lại em được trời ơi chán chị là sao đỡ mẹ dữ đâu ui thì đi về ra chút chỗ ông vừa đỡ xe mau lên lấy cái đeo tre mà chở luôn à chở gì cũng vậy mày luôn mày gốc là gốc điếm không ra mà biểu cho xuống nhà điếm đụng mày đồ lại lên đâu uống cái mũi cày mẹ gì à mau lên lấy cho đòi gì mày gì mày chó ngu như con mèo.